Đỗ công tử, thiếp cho mời chàng tới đây là để thỏa nỗi lòng mong nhớ, chứ thiếp vẫn muốn chúng ta phải giữ lễ giáo, đừng vượt qua bức tường thành lễ nghi. Có như vậy thiếp mới không cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Còn nếu như chàng đã có cảm tình thì xin chàng hãy cho bà mai mối đến để thưa chuyện với cha của thiếp. Ôi trời, mấy cái chuyện đó ta hiểu ý nàng. Nhưng không lẽ ta và nàng đã cùng nhau ngồi đây rồi, không lẽ chúng ta không thể nào cùng nhau ân ái được hay sao? Kìa, ta xin lỗi. Có lẽ là do ta quá hồi hộp cho nên ăn nói có vẻ hơi sổ sàng. Nhưng mà ý của ta, nếu như mà không thể cùng nhau ân ái thì cũng có thể cho ta nắm cái tay có được không? Chỉ là cái tay thôi mà. Được không tiểu thơ? Ta nhớ nàng lắm. Ta nhớ nàng lắm. Ta hơi sổ sàng, nhưng mà ta hứa lần này sẽ nhẹ nhàng. Được không nàng? Nhẹ nhàng thôi mà, sẽ không sổ sàng. Ta nhẹ nhàng mà. Công nhận cái tai của tiểu thơ sao mà nó thơm thiệt. Nè, nay ông sao vậy? Sao là sao? Không có giống như mọi lần, không thích gì hết, không có vui gì hết. Không vui thôi, nghỉ phẻ đi. Nghỉ phẻ là sao hả? Vậy đó hen. À, như vậy là ông đang nghĩ tới con nào, đúng không? Bà hôm nay tào lao quá, thiệt tình luôn á. Bớt bớt đi làm gì có chuyện đó. Đàn ông mấy người đâu có xa lạ gì với tôi nữa đâu. Ông đang tơ tưởng con nào đúng không? Không có mà. Bớt nói đi, nhức đầu quá. Ông tưởng đâu ông nói vậy là tôi tin hả? Hả? Bây giờ bà muốn nghĩ sao bà nghĩ đi, tôi đi về. Ông nói vậy rồi bỏ đi hả? Không tin thì lại. Thôi. Đứng lại, ông đứng lại. Căng hả? Hết chối ha. Màu đỏ, thơm phức. Nó tẩm bùa mê thuốc lú ở trong này. Hèn gì mấy hôm nay ông ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà. Không có mà, thôi trả cho tôi đi. Cái này tôi lụm mà. Lụm ở đâu? Thì... Ủa? Trời, cái khăn này của tiểu thơ mà. Tiểu thơ nào mà tiểu thơ, làm gì có. Đúng, cái khăn này của tiểu thơ rồi. Chính tay tôi đem cái khăn này tới đưa cho cậu Đỗ Ngọc. Cái khăn này ông lấy ở đâu? Hả? Thì nhà Đỗ Ngọc. Trời đất. Rồi cậu Đỗ Ngọc có biết ông lấy cái khăn này không? Dễ dầu gì nó biết. Tại sao không biết? Nó về quê rồi. Về quê hồi nào? Được 3 ngày rồi. 3 ngày? Nhà nó có tang. Trời đất ơi. Trời ơi. Vậy là cái người tới gặp tiểu thơ tối 30 chính là ông hả? Không phải, không phải tôi. Không phải. Ông nạn. Đồ đồi bậy. Thôi mà. Thôi. Khốn nạn. Bà nhỏ nhỏ chút xíu đi. Ông dám hả? Không phải. Cái khăn này ông lấy ở đâu? Kể đầu đuôi cho tôi nghe. Nhanh lên. Chuyện là vậy nè. Ê. Bội huynh. Đâu ạ? Bội huynh, đệ vừa mới nhận được tin. Ba bá đệ vừa qua đời. Bây giờ đệ phải về quê để thọ tang gấp. Qua đời hả? Mới ngày nào ba bá còn khỏe re mà giờ đã đi nhanh vậy rồi. Chia buồn nha. Đệ cũng không biết tại sao nữa. Bây giờ đệ bối rối quá. Thôi thì chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Có gì cần ta giúp thì cứ nói. À,
huynh có đi qua lại á, huynh ngó chừng nhà giùm đệ nha. À, cái đó là chuyện nhỏ, để ta giúp cho. Ừ. Ê, định đi mấy bữa? Chắc để đi khoảng 3 bữa. Thôi, để đi nha huynh. Ừ. Gấp lắm rồi. Đi 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 đi. Đa tạ huynh. Gấp mà đi cũng phải cẩn thận nha. Đi lỡ té nguy hiểm à. Ê, cái khăn nè. Ủa mà cái khăn này của nữ nhi mà. Ủa cái thằng quỷ này, sao lại có khăn của nữ nhi? Đây là tính vật tình yêu đó. Cái khăn này là tính vật tình yêu hả? Ừ. Không lẽ... Đúng rồi, đây chính là khăn của tiểu thơ. Mà hôm nay 29 rồi, ngày mai là 30. Nó đi 3 ngày sao về kịp? Trời ơi, đúng là phí của trời. Người gì đâu mà xài cái mùi thơm, thơm mà đã dễ sợ. Không biết hưởng, quá uổng. Ừ. Hay là để cho ta thay ngươi hưởng số trời. Đó, vậy đó. À, thì ra ông là người thừa nước đục thả câu. Ông là cái đồ đồi bại. À, trời ơi, thôi. Tôi đã chồng chưa mà. Thôi mà, tôi chưa rồi. Thôi mà, tôi thề là từ nay trở đi sẽ không có lần sau được chứ. Đồ lưu manh. Thầy đọc đi. Không được bén mảng tới gặp tiểu thơ nữa. Muốn thầy đọc thì thầy đọc. Thằng bội này xin thầy đọc là từ nay trở về sau sẽ không bao giờ làm chuyện xấu với tiểu thơ nữa. Được chưa? Nếu như có chuyện đó, ta sẽ bị trời tru đất diệt. Được chưa? Nè. Trời ơi, ba cái chuyện khăn cỏ này bỏ hoàng bến đi, lo chuyện mình trước nè. Ngồi xuống.